Giờ em hỏi giùm bà nội, bà nội bắt trả Rồi. lời. Rồi. À, chị làm dâu nên bà nói Dạ nhiều lúc cũng không rõ, nên chị bổ sung thêm. dạ. Rồi vậy À, con chào bà nhé. à dạ cảm ơn Rồi. chị. Bùi Bà tên Thị gì? Báo, À bà Mai Lê bốn. Tuấn Boa. À, Dạ bà bốn, năm nay 83 tuổi. dạ yeah, đúng rồi. Dạ, rồi. À, hôm nay bà bốn lên là kết nối để kiếm ai ạ? Để qua đi tìm nội, nội đi tìm ba. Thằng À? Doan là tôi đi Bạn tìm, đi tìm con gái. mình con gái. Con nó là hắn quay miễn Thượng Hòa. Hồi đó bà thất lạc con bà thế nào? Anh ta thời gian là tôi sinh ra hai đứa, thằng là em hắn là miễn hình À, Thanh Phương. vậy có nghĩa là con của bà Bùi Thị Bốn là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh Dạ. năm 1964 và thất lạc năm 75. Dạ đúng rồi. Dạ, và năm 75 thì cho ai và ở địa phương nào? Năm 75 hồi chiến tranh á, bà nội nói là đi lồn, trước đó đi lồn có gửi con cho bà Nguyễn Thị Nguyệt với ông chồng là Nguyễn Đức Hường. Ông chồng đó là một mát. À, bị một mắt. Ông chồng là bị một mát. Dạ. Và À, bà Nguyệt và ông Hường đó là ở địa phương nào, xã nào, huyện nào? ông ở con ở Ga Chợ Cồn Ga Chợ ở Đà Cồn Nẵng, hả? Ga Chợ Cồn À. ở Đà Dạ, Ga Chợ Cồn Đà Nẵng. Nẵng. Dạ Và cái quan hệ mà quen biết như thế nào mà lại cho bà Nguyệt và ông Hường? người dân thời gian, là tôi đi lòm tôi nuôi cái Ý thằng. là bà nói là thời gian bà đi lồn là bà quen biết ở xóm đó thôi, là Dạ. gửi hai cháu nhỏ vô ở nhờ đó, nói chung là ở nhờ À. nhà mà ông bà Nguyệt À. đó, nhưng mà bà Nguyệt đó là người dân Bình Định. À, người dân Bình Định. Ừ. Là người dân Bình Định ở đó. Dạ. Sau sau đó là bà đi lồn cái là đúng chiến tranh đó, đúng ngày chiến tranh đó là bà chạy đi cái là sau 2 ngày bà quay trở về lại nhà bà Nguyệt đó, là hổ đó là bà nói là chạy đi là dẫn đi hết rồi, không còn ở đó nữa. À, không còn ở đó nữa. Và vậy là gửi cả hai người chứ đâu phải là riêng gì chị Hà không hả? Thằng tôi là ở đây. Thằng cao gửi một bé đó là ở đó, còn bà đi lồn là bà dẫn dẫn theo cu là chồng của em đó là dẫn theo. Cái rồi sau ôm cô đi đi là chiến tranh là bà bồng chồng chị đi á, là quay 2 ngày qua trở về là không thấy ở nhà đó nữa, là dẫn bán nó đi luôn rồi. Là vậy là thất lạc chỉ một mình chị Hà hả? Dạ con một mình chị Hà, con chồng chị là chưa còn, vẫn còn đây. Dạ. Vậy thì khi đó gửi hai người mà lý do sao mà chồng chị thì còn mà chị Hà thì lại mất mất mà dẫn đi mất. Mấy ngày trước bà nói là mấy ngày trước nó là gửi hai chị em, còn có một cái ngày mà thất lạc nó là gửi một đứa chị Hòa nữa, Rồi còn dẫn rồi. một người chồng đi lồn dẫn Rồi. theo. Dạ. Rồi, ok, vậy là em đã nắm được cái nội dung cái câu chuyện là vào năm 1975 đó thì là gia đình của bà Bốn có gửi chị Nguyễn Thị Thu Hà cho bà Nguyệt và ông Hường. À, lúc đó nhà bà Nguyệt và ông Hường là ở ga Chợ Cầu, Đà Nẵng. Và đặc biệt của gia đình bà Nguyệt và ông Hường là ông Hường bị hư một con mắt. Dạ đúng rồi, em bà nói biết. Dạ, rồi, rồi em hiểu rồi. Vậy để em cập nhật thông tin rồi có ai biết thì người ta sẽ liên hệ. Dạ Dạ. anh cũng nhờ nhờ chú rồi đó, nhờ giúp đỡ giùm. Nếu mà nếu nhờ mấy cô chú tìm được á thì gia đình sẽ hỗ trợ 50 triệu. Dạ, bây giờ thì chị vẫn ở Bình Định hả? Dạ không, chị đang ở huyện Bắc Trà My. À, Bắc Trà My Thì là ra thuộc thì Quảng đó Nam. huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Dạ. Dạ, rồi ok chị. Rồi vậy con chào bà và chào chị nha. Rồi thông tin thì em đã ghi nhận được rồi ha.
À, Dạ đã có dạ. cái nhờ giúp đỡ giùm. Dạ dạ, rồi ok, xin Cảm chào. ơn. Dạ. Dạ, hôm nay cô anh kết nối là để kiếm ai cô anh? Kiếm con. Dạ. Con của cô thất lạc lâu chưa cô ạ? Thất lạc từ năm 92. Dạ. À, con của cô là năm nay là khoảng bao nhiêu tuổi rồi cô ạ? À? 40. Nó sinh năm 83. Là Dạ. 40. Dạ. Thất lạc từ năm 92 đến nay. Dạ. À, hồi đó thất lạc trong cái tình huống như thế nào cô? Hồi đấy gia đình khó khăn, cho cháu lên Sài Gòn ở với ông bà nội, rồi Dạ. cháu đi học về, rồi cô ruột của cháu dạy kèm cháu ở nhà, xong rồi không biết là cháu có không hiểu cái gì ấy. Thế là cô với cú lên đầu cháu cái bảo học ngu, thế là cháu khóc, cháu bảo là thôi đi về với ba má, không ở đây nữa. Thì cô bảo là nghĩ nó nói vậy thôi, nó làm gì nó nhắm đi. Thế ai dè cháu đi thật. Lúc đó là cháu được bao nhiêu tuổi rồi ta? 9 tuổi. À, được 9 tuổi. Vậy là có gia đình mình có khả nghi là cháu nó đi rồi nó không biết đường về ha, lạc đường ha. Dạ. Cháu tên gì hả cô ha? Lên Vũ. Lê Anh Vũ hả cô? Vâng. Dạ, Lê Anh Vũ. Dạ là cháu trai hả cô ha? Yeah. Dạ. Rồi cô ở Sài Gòn tên gì cô? Cô tên Lan nhưng mà cô đi Mỹ mất rồi. Dạ. Còn ông bà thì chết rồi, còn ông thì chuyển về dưới Đồng Nai này luôn rồi. Còn cái Dạ. cô Lan đó là cô đi Mỹ rồi. Vậy theo cô nghĩ là cháu Vũ có thể nhớ được tên ai trong gia đình thì cô có thể đọc lên những người quan hệ trong gia đình, ví dụ như là cha mẹ hay là ông bà hay là cái gì đó, thì cô nói cho rõ những mối quan hệ trong gia đình giùm con. Nhớ được cô Lan, chắc nhớ được cô Lan chú Tuấn. Cô Lan chú Tuấn là người ở Sài Gòn á hả? Là cô ở Sài Gòn á hả? Dạ. Tức là vào thời điểm đó là ở với cô Lan chú Tuấn hả? Vâng, với ông bà. Dạ. Ông bà tên gì cô? À, bà tên Liên, còn ông tên Kiêu. Dạ. Ba cháu là Lê Đức Lâm, mẹ là Nguyễn Thị Oan, Chị gái là Lê Thị chị là Lê Thị Quỳnh Dung. Xong rồi chị em tới 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 thằng đi lạc đó là thằng Lê Anh Vũ. Đấy. Xong tới em là Lê Thị Lê Hồng Thị Hồng Phượng, Lê Thị Quỳnh Như, rồi Lê Đức Lên Đức, Lên Huy. dạ Lên bây giờ đẻ năm cùng mà đi nào. Vậy là từ nhỏ là cháu sống ở Đồng Nai, rồi tới năm 92 thì cháu mới lên Sài Gòn. Dạ. Cháu cũng vào đấy, xong rồi đến lúc mà cháu hè cháu về cháu chơi, xong cháu lên trên đó cháu học lại là cháu Yeah. đi đấy. Nói nhà có trồng mía gì đó, về chặt mấy cây mía rồi đó. Hồi ấy thì cháu về chơi, cháu nhìn thấy tôi trồng bụi mía, nó bảo má để cho con cây to đấy. Trên người có vết sẹo bỏng gì đó. Còn nếu mà nhận diện cháu thì cháu bị phỏng, phỏng nước nóng cái chân đằng, đằng trái đằng phải là nó co nhúm ở trên mặt với ở phần bụng. Dạ. Hình Cháu như là bị như vậy có nặng lắm không? Cái thẹo có bự không cô? nó có thẹo bự á.
Tại bảo lúc bảo là cháu là đi ra để má bắt cái nồi nước xuống thì cháu đi làm sao mà cháu lại lùi lại thế, là vập cái chân vô cái miệng cái quai nồi, thế là nó với ấy và trên chân này cháu nóng quá cháu xoa tùm lum và bụng đi chỗ này này, chỗ gần nách này, nách cũng có sẹo, chân là cái mu chân là nó kéo gân lên luôn. Hồi đó ở Sài Gòn thì địa chỉ như thế nào và ở quận mấy, phường mấy, cô có nắm được không? Phường Sao? 27 quận Bình Thạnh, Thị xã thị xã Thanh Đa. Bên Thanh Đa. Yeah. Rồi thì con cũng nắm được cái thông tin trên cơ bản rồi, để con cập nhật, rồi có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho gia đình mình biết. Nếu mà kiếm được cháu, gia đình hỗ trợ 30 triệu. Rồi con nắm được cái thông tin rồi cô nha, rồi có ai báo gì con cho cô hay nha. Rồi. Rồi con cái chỗ chào chào cô ha.